Ôi chào quý vị và các bạn, hôm nay cửa hàng Bảo Tâm sẽ giới thiệu quý vị các bạn đây là cái mâm chia độ. Cái này là chỉ là để nằm thôi các bạn, một chiều thôi. Đó, mâm chia độ này là chỉ để nằm thôi, hoặc là các bạn không có dựng đứng là được. Đó thì bây giờ cái này là tôi quay các bạn, quay này là khi mà ở cái chế độ này mình không gạt qua nè, thì nó nằm yên vậy đó, là nó chỉ quay trơn vậy thôi, cái mâm không có đi. Còn cái này là nó khóa lại. Ví dụ là khóa lại khi các bạn quay đúng vị trí rồi, còn khóa lại là nó sẽ cứng lại, nó cái mâm này nó không có xoay. Đó, còn cái này là nó đảo chiều, cái này nó có hai cái tay quay các bạn. Đây tay quay này, cái này chắc là bị mất. Nó ví dụ nó gạt qua chiều này á, đây là đang đứng yên vậy là không có chiều nào hết. Còn gạt qua đây á là ví dụ như là quay chiều này, còn gạt qua đây là chiều ngược lại. Đó. Rồi còn cái này á là nó đá lên á là các bạn nó sẽ quay cái tay quay này sẽ ăn cái bánh cái mâm. Bây giờ cái này cái đường kính của nó là 500 các bạn. Đó, đường kính của cái mâm này là 500. Nè, 500 nè. Đó. 500, còn tổng cái chiều dài nó là khoảng 700. 700 nè, nó khoảng 800. Đó. 800 còn tổng cân nặng của cái này là nó khoảng 300 kg các bạn. Còn cái bề dày đó là khoảng 20. Thực ra cái này nó tầm khoảng 18-80 mm. Còn mấy cái này có thể các bạn dựng đứng cái này lên được nè. Nó có cái đế này nè, còn cái này là tay quay, cái móc. Còn này là bơm mở, còn cái này là dũa mở, còn cái này là tay quay nè, còn phía bên đây nè các bạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay cho các bạn coi. Thì bây giờ thứ nhất đó là cái này đó là nó sẽ ăn tốt nè. Bây giờ cái này mình chỉ ra cái du xích nha các bạn. Du xích đây nè. Đó. Có cái vạch chia này kia còn. Cái thứ hai nữa trên này nó có cái du xích nè. Các bạn thấy không? Nè, du xích này. Đó. Xuống không. Trên này nó có cái vạch. Trên này là 90 độ nè. Các bạn thấy không? 90 độ. Nó 100 độ. Đó. Trên này có cái du xích nè. Cái vạch này chia nè. Xung quanh là chỉ có cái mặt đó thôi. Số này nó còn rõ nha các bạn. Ví dụ như số đây nè, các bạn thấy nè, thấy không? Này là 110 nè. 120 trên này các cái mặt nó còn nữa nè. Cái mặt nhỏ nó còn nè. Rồi bây giờ mình cho quay cho các bạn coi ha. Bây giờ mình mở cái này nè, là không có khóa nè nha. Rồi mình ấn lên. Rồi nó ăn rồi nè, thấy không? Các bạn thấy không? Quay nè. Đó, nó quay chiều này. Nó chiều ngược lại. Là cái này là cái tay gạt, các bạn ví dụ gạt ở giữa này á, ở giữa nè. Ở giữa này á thì chỉ có cái tay quay này quay thôi, còn thằng này nó không có tác dụng. Là vị trí này ở giữa. Đó ha. Đây là nó mình quay nè. Nó này nhẹ nhàng nha các bạn. Nó có độ rơ nó cũng không có nhiều, hơi rơ chút xíu thôi các bạn. Đó là ví dụ mình giờ cái này nè, cái này mình quay theo chiều kim đồng hồ nha. Thì bây giờ mình gạt cái này qua đây thì cái tay quay này nó sẽ quay chiều nào đây? Đó, theo chiều kim đồng hồ. Đó các bạn thấy không? Đó. Nè. Thấy không? Quay theo chiều đó không? Nó tay quay đang vị trí này. Mình vẫn quay cái chiều này, rồi bây giờ nếu mình gạt qua đây nó sẽ quay chiều ngược lại. Đó, các bạn thấy không? Quay chiều ngược lại nè. Đó. Còn mình gạt giữa là nó đứng yên. Đó. Đứng yên này. Rồi bây giờ xong rồi, vô đây mình quay mình chỉnh độ đi xong xuôi rồi mình khóa chặt cái này lại các bạn. Đó thì các bạn quy khóa là từ đây nè. Qua tới bên đây luôn. Đó thì cái này nè, sáng giữa vậy nè, nó đang đắt rồi. Đứng ra nè. Nó bắt đầu chế độ. Tất cả cái này còn hoạt động tốt các bạn, cái này nè. Đó. Không các bạn gạt nó xuống là nó sẽ dời quay trơn đó. Còn là cái đồng chế độ 500, bên này nó có 1 rãnh 2 rãnh 3 rãnh bạn, các bạn cộng thêm cái rãnh này nữa. Rồi nó đảm bảo cái này là không có bị rơ cái gì hết đó các bạn, không có bị rơ gì, không có rơ đáng kể. Đặc biệt là cái mâm này nè, cái bạc này nè, cái bạc bên trong mà không hề có độ rơ khi cái mâm này nó quay. Như vậy thì gia công nó chính xác được. Mà dĩ nhiên cái tay quay một bút này thì nó hơi rơi chút xíu, nhưng mà nó có cái vạch chia độ đây nè.
nó vẫn chính xác.